tình cảm của các bạn học sinh trường mình với một trường tiểu học tên là A rất nhiều đấy. Hãy tìm những từ chỉ hoạt động của các bạn học sinh trường mình trong bài hát trên nào. Cô mời Nhi. Động của người và phần cũng nào, cô khen cả lớp chúng mình nào.
cô mời Thu Hà nào. Con nên cô ý từ chỉ hoạt động của người là chạy đi người nói vẫy và những từ đầu tiên được là đeo nước và gì nặng. À ngoài những từ sách đã cho thì bộ thấy các con đã tìm được một số từ như là nghe, cầm, đeo, đúng nào? Bạn nào nêu cho cô những từ chỉ hoạt động của vật? Cô mời bạn Khánh nào. Con biết là con không nên lo lắng bão và gió sẽ cuốn mình đi chơi.
cho rằng loài chim cắt và diều hâu có thể gây hại cho mình. Qua phần tìm hiểu nghĩa của các từ im lặng này, bây giờ cô mời các con chúng mình cùng thảo luận theo nhóm đôi tìm điểm chung của các từ im lặng trong bài thơ này nhé. Con hiểu câu chưa? Rồi. Cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng mình hãy
của cô học để chúng ta làm bài tập 3 nhé. Hãy đọc bài tập 3. Mời Khánh Ly, Khánh Ly. Vâng thưa cô, con đọc điểm động từ trong các câu thành ngữ thuộc ngữ dưới đây ạ. A. Yêu trẻ, trẻ đến nhà. B. Thương người như thể thương thân. C. Uống nước nhớ nguồn. D. Đi một ngày đầm hồng sáng cô ạ. À, con chú ý nhá. Ở bài 3, yêu cầu chúng mình tìm động từ trong các câu thuộc ngữ. Để làm bài tập này, các con sẽ tìm, sau đó mình nhanh chân vào cái học tập nhé. Chúc mừng các con làm bài. Thank you.
cô em các con là đã trao đổi rất là tích cực rồi đấy. Bây giờ để giúp cho các con hiểu đúng được các câu từ ngữ này, mình sẽ tham gia trò chơi ai nhanh ai đúng. Ai muốn tham gia trò chơi này đi cô? Ai muốn? Rồi, rất nhiều bạn đúng không? Bây giờ lại nghe nhá, các con hãy nhìn lên màn hình. Cô có hai cột. Cột A là những câu từ ngữ ở bài tập 3. Cột B là lời giải thích cho các câu từ ngữ đó. Cách chơi như sau. Cô sẽ cần hai đội chơi. Mỗi đội chơi sẽ có 4 thành viên. Nhiệm vụ của một thành viên đó là chúng ta sẽ lên đây và con sẽ nối những câu từ ngữ ở cột A với lời giải thích phù hợp ở cột B. Đội nào chúng ta nối đúng hơn, nhanh hơn thì sẽ là đội thắng cuộc. Các con hiểu cách chơi chưa? Rồi ạ. Đó đây để nâng cao tầm hiểu biết ạ. À, như vậy là chúng ta thấy hai đội. Hai đội
độ nào để hoàn thành nhanh hơn? Chào các bạn. Câu phải diễn đạt đồng ý chọn.
câu chúng ta phải biết khoan và cuối câu có dấu chấm. Bây giờ cô muốn các con chuẩn bị đổi bài và kiểm tra chéo nhau cho cô nhé. Bạn nào của chúng ta còn quên thì cứ học thì sẽ chữa lại nhé. Bây giờ nhá, cô đố các con này một yêu cầu cao hơn. Hãy đặt câu có sử dụng động từ để nói về cô giáo và bạn trong lớp mình. Nào, cô mời Thành Long đặt câu nào. Cô là cô giáo đang giảng bài. Cô giáo đang giảng bài. Không, cô có động từ gì? Cô là giảng bài. À, nhận xét của bạn. Nhận xét cô bạn đã câu đúng và xác định đúng động từ chưa? Cô mời chị đi nào. Không, cô bạn đã câu đúng rồi ạ. À, động từ của bạn xác định là giảng bài. Có một chỗ cái câu đúng rồi nhưng mà bạn xác định từ là động từ. À, cô mời chi nào. Cô là động từ chỉ là giảng thôi nhá. Đảm bài là từ ngữ, còn hôm nay chúng ta học động từ thì con chỉ xác định động từ là giảng. Con nào, cô bạn nữa nào. Cô mời con nào. Bài học này chúng ta đã biết được viết thêm
từ, đặt câu với động từ và nói cho người thân nghe. Và chúng ta học thuộc các câu cụm ngữ ở bài 3 và có thể sưu tầm thêm những câu cụm ngữ khác và tổng xác định động từ trong câu đó để chuẩn bị tốt cho bài sau luyện tập về động từ trong sách giáo khoa trang 49. Các con hãy sưu tầm những tranh ảnh về hoạt động của người và vật nhé.